Theo Football Transfer Tavern, Man United đang đàm phán với Benfica về trường hợp của Gonçalo Ramos. Benfica sẵn sàng bán tiền đạo này với giá 100 triệu euro. Gonçalo Ramos lần đầu được liên hệ chuyển đến Man United trong kỳ chủ nhiệm mùa đông mới đây. Thế nhưng quỷ đỏ đã quyết định mượn vào Vargas và chờ đến mùa hè để dốc tiền mua Ramos. Ramos đang có phong độ ghi bàn rất ấn tượng mùa này với 23 bàn thắng và 9 kiến tạo sau 34 trận đấu trên mọi đấu trường. Huấn luyện viên Galtier của PSG nhấn mạnh rằng đội bóng của ông cực kỳ đoàn kết sau chiến thắng 2-1 trước Christ. Bất chấp những nghi ngờ về việc tập thể PSG không đoàn kết và những kết quả thiếu thuyết phục, Galtier khẳng định rằng tập thể của ông đang cùng nhìn về một hướng. Rõ ràng là có sự thất vọng, tôi hiểu, nhưng chúng tôi vẫn dư sức giành được danh hiệu vô địch mùa này. Có sự đoàn kết rất lớn trong đội hình và tôi là huấn luyện viên trưởng, chúng tôi sẽ chiến đấu để có được danh hiệu lần thứ 11 này. Tính cả pha kiến tạo cho Mbappe trong chiến thắng trước Christ, Messi đã thực hiện 13 đường chuyền thành bàn tại Lyon mùa này, 17 pha kiến tạo trên mọi đấu trường. Đến thời điểm hiện tại, Messi đã có 32 pha kiến tạo cho PSG. Tổng cộng, anh đã chạm mốc chẳng 300 pha kiến tạo ở cấp câu lạc bộ với 268 kiến tạo trước đó cho Barcelona. Theo thống kê, Messi đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đầu tiên chạm mốc chẳng 300 pha kiến tạo ở cấp câu lạc bộ trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Tính tại đội tuyển quốc gia, Messi đã có 353 kiến tạo. Với phong độ đỉnh cao, Messi hoàn toàn có thể cán mốc chạm 400 kiến tạo trong tương lai. Pep Guardiola mới đây đã nhận định Erling Haaland khác biệt so với phần lớn cầu thủ ở chỗ không bị ám ảnh về những thứ đang xảy ra. Khi sát cánh cùng Haaland, một trong những phẩm chất mà tôi nhìn được ở cậu ấy là không bao giờ mất niềm tin. Cậu ấy có thể bỏ lỡ cơ hội nhưng không bao giờ chán nản. Haaland chẳng bao giờ biết buồn. Cậu ấy luôn suy nghĩ một cách tích cực và hướng đến trận đấu tiếp theo. Haaland tin mình sẽ lại có cơ hội và ghi bàn. Đó là phẩm chất đáng kinh ngạc với một cầu thủ. Với những vận động viên bóng đá, bóng rổ hay quần vợt, không theo dõi nếu cứ mãi suy nghĩ về quá khứ, Haaland thì hoàn toàn khác. Tâm lý của cậu ấy luôn sẽ là ổn rồi, cơ hội khác rồi sẽ mở ra. Trong ngày mà Spurs giải cân hàng chiến thắng, đồng thời gia tăng cách biệt với Liverpool, Harry Kane cũng chạm mốc ghi bàn ấn tượng tại Premier League. Tính cú đánh đầu thành bàn vào lưới của Nottingham Forest, Harry Kane đã ghi 8 bàn thắng bằng đầu tại giải Ngoại hạng Anh mùa này, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào. Theo Opta, Harry Kane hiện là cầu thủ ghi bàn bằng đầu nhiều thứ hai trong lịch sử giải sau Duncan Ferguson. Huyền thoại câu lạc bộ Everton giữ kỷ lục ghi 9 bàn thắng bằng đầu tại giải Ngoại hạng mùa 97-98. Tính cả cú đúp trước Forest, Harry Kane đã chạm mốc 20 bàn tại Premier League mùa này. Tiền đạo người Anh trở thành cầu thủ thứ 3 trong lịch sử ghi ít nhất từ 20 bàn mỗi mùa trong 6 chiến dịch liên tiếp sau Alan Shearer và Sergio Aguero. Sau chiến thắng trước Leicester City, người hâm mộ Chelsea rất bất bình vì Daniel Amati không bị phạt với pha vào bóng thô bạo cùng với Kai Havertz. Trong một pha tranh chấp với Havertz, Amati đã vùng chân quá cao và đập thẳng vào ngực tiền vệ người Đức. Cú đá nguy hiểm của Amati khiến Havertz đau đớn và nằm vật ra sân. Đáng chú ý, trọng tài Andre Mariner không rút thẻ đối với hậu vệ của Leicester, bất chấp sự phản đối của các cầu thủ Chelsea. Sau khi hét đau, Havertz lập tức đứng dậy, vạch áo để lộ nhiều vết trầy xước. Điều này khiến người hâm mộ Chelsea nổi cơn lôi đình và phản ứng dữ dội trên mạng xã hội. Những vết tích trên ngực Havertz cho thấy pha phong lỗi của Amati nguy hiểm như thế nào, nhưng Mariner làm ngơ. Phải chăng ông ta là cổ động viên của Leicester? Sau cú vấp ngã trước Lazio, Napoli lập tức quay trở lại quỹ đạo chiến thắng khi đánh bại Atalanta 2-0 nhờ các pha lập công của Kvaratskhelia và Ramani. Với chiến thắng này, đoàn quân của Luciano Spalletti xem như không còn đối thủ trên đường chinh phục chiếc Scudetto mùa này. Bởi lẽ, đội bóng xếp gần nhất với Napoli là Inter đã xảy chân trước Spezia trong trận đấu sớm vòng 26. Trên bảng xếp hạng, Napoli tạo ra khoảng cách lên đến 18 điểm với phần còn lại. Với việc Serie A chỉ còn 12 vòng đấu, cuộc đua vô địch xem như đã an bài. Việc Napoli băng băng về đích mùa này là một bất ngờ lớn. Không nhiều người dám nghĩ đội bóng của Spalletti có thể thăng hoa và ổn định đến như vậy.